dùng thử tai đeo thực tế ảo. Thông tin trên vừa được British Airways xác nhận. Theo đó hành khách hạng thương gia bay theo lộ trình sân bay Heathrow, London và John Kennedy, New York sẽ được trải nghiệm tai đeo VR loại mới nhất. Tai đeo VR được trang bị phần cứng Aloski, có thể hiển thị hình ảnh 3D cả khi hành khách nằm ngửa. Sẽ có nhiều tùy chọn cho hành khách British Airways. Tai đeo VR có thể thưởng thức nội dung giải trí ở 2D, 3D hoặc 360 độ. British Airways có cả chương trình trị liệu bằng hình ảnh dành cho hành khách sợ bay. Đây là lần đầu tiên British Airways mang công nghệ thực tế ảo lên máy bay. Hãng hàng không này cũng sử dụng phần cứng Skylines cho các quầy bán vé tại sân bay Heathrow nhằm khuyến khích hành khách nâng cấp lên trải nghiệm thương gia. Có rất ít hãng hàng không triển khai thử công nghệ VR. Năm ngoái, Alaska Airlines bắt tay với Skylines cung cấp tay đeo VR trong suốt chuyến bay. Air France, Lufthansa và Qantas cũng đã thử nghiệm các chương trình thực tế ảo.